biệt thự của Messi ở Ibiza đã bị một nhóm người biểu tình vì khí hậu tạt sơn. Trong khi Messi vẫn im lặng thì Tổng thống Argentina đã lên án gay gắt hành động phá hoại này. Theo tường thuật của báo chí thế giới, biệt thự của Messi ở Ibiza, Tây Ban Nha vừa bị một nhóm người biểu tình vì khí hậu đại diện cho nhóm Futuro Vegetto phá hoại. Họ kéo nhau đến trước cổng biệt thự ném sơn đỏ và đen vào mặt tiền. Đồng thời dương biểu ngữ có dòng chữ giúp hành tinh, ăn thịt người giàu, xóa bỏ cảnh sát. Chưa hết, một số người trong số đó còn tìm cách đột nhập vào sân sau của dinh thự. Trên mạng xã hội, những người biểu tình tuyên bố rằng dinh thự trị giá 11 triệu euro, 12 triệu đô la Mỹ này được xây dựng trái phép. Nhóm này chỉ ra một bài báo của tờ El Diario phát hiện ra rằng một số người siêu giàu ở Ibiza, bao gồm cả Messi, đã bị bắt vì tội mở rộng nhà bất hợp pháp trên hòn đảo Địa Trung Hải này. Bên cạnh quy định về nhà ở, Futuro Vegetto còn than thở về vai trò của người giàu trong việc phát thải khí hậu. Các nhà hoạt động cũng cho biết trong khi họ phá hoại dinh thự, có từ 2 đến 4 người đã thiệt mạng ở quần đảo Balearic của Tây Ban Nha do đợt nắng nóng. Trước vụ việc này, Messi đã chọn cách im lặng. Nhưng Tổng thống Argentina đã lên tiếng phản đối gay gắt những kẻ quá khích.